Hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên mộ nghệ sĩ Vũ Linh giữa thời điểm con ruột và cháu gái lục đục. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh tổ chức lễ giáp mộ cho ông. Mọi người tập trung đông đủ cùng nhau lo liệu công việc ở nghĩa trang, tạm gác lại những tranh chấp, lục đục. Điều họ hướng đến là lo liệu chu tất để Vũ Linh được yên nghỉ. Khi bia chuẩn bị đặt xuống, dưới nền mộ nghệ sĩ Vũ Linh xuất hiện lên bóng đen, thoạt nhìn rất giống một người lớn đang dắt tay một em bé. Chính con gái ruột Vũ Linh khi chứng kiến điều này cũng sững sờ. Cô bật khóc nức nở như giải bày tâm sự những ngày qua. Cư dân mạng thì cho rằng hình ảnh đó như muốn nói lên rằng dù đã mất nhưng Vũ Linh vẫn luôn bao bọc che chở cho con gái. Sau khi mọi người ồ lên vì bóng đen xuất hiện trên nền mộ, Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh lại lặng lẽ lui ra sau, rời khỏi đám đông. Trong khi đó, người em thứ 6 của cố nghệ sĩ Hồng Nhung thì đưa điện thoại ra quay chụp. Trước đó, dư luận bàn tán nhiều về những ồn ào trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan, con gái nam nghệ sĩ khẳng định, mình là con ruột chứ không phải con nuôi, như lời em họ Hồng Phượng nói với báo chí. Cô cũng tiết lộ mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng đã tự ký hợp đồng truyền thông trong tang lễ ông Hoàng Cải Lương, mà không hề thông qua các thành viên khác trong nhà, kể cả cô. Nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc cũng được đề cập đến. Dư luận tranh cãi không ngừng, đứng về phía Hồng Loan, người lại hoài nghi lời nói của cô. Hiện ồn ào vẫn chưa đi đến hồi kết.